hello, thông báo cho các bạn. Ok, hôm nay có một cái update về cái cái ruột mà Peter đã dùng nhiều lần đạp rất là nhiều. Như các bạn thấy là chiếc xe đạp Peter đã về lại Mỹ được 6 tuần rồi. Thì khi mà Peter ráp chiếc xe đạp này ở bên Việt Nam á, thì họ tặng cho Peter hai cái ruột gắn vô trong cái vỏ xe này thì họ tặng cho peter hai cái ruột là right now là cái hiệu này đây thì cái right now này là cái mà peter cũng đã giới thiệu cho các bạn à, qua nhiều cái video trước rồi đó thật sự thì cái right now này là không có gì lạ với peter hết tại vì peter đã dùng cái right now, cái right now này à, à, nhiều rồi à, từ tháng 10 năm trước là à, peter đạp rất là nhiều với cái này tuy nhiên cái ruột mà Peter đang cầm trên tay nè và, và và một cái ruột nó nằm ở trên cái vỏ đằng trước này nè là cái hiệu Right Now, mà cái Right Now này là cái loại Super Light có nghĩa là nó nhẹ nhẹ hơn là cái loại Right Now của Peter, tại vì Right Now nó có hai loại, nó có một cái loại là bình thường TPU bình thường thì nó nặng 36 gram nhưng mà cái mà Peter đang, đang có ở cái bánh trước và có một cái ngay trên tay đây nè thì cái này nó chỉ có 24 g thôi, nó còn nhẹ hơn lửa cho nên nó gọi là super light. Cái ruột này là gắn ở đằng trước và cái ruột này gắn đằng sau. Thì tới ngày hôm nay á, từ ngày mà Peter đem chiếc xe đạp này từ Việt Nam về, Peter đạp tới ngày hôm nay Peter có ghi sổ rõ ràng lắm là Peter đã đạp 15 lần. Và mỗi lần Peter đạp là Peter ghi xuống đạp bao nhiêu miles rồi đạp bao nhiêu cây số để mà Peter có cái thông số để Peter biết rồi uh, review cho các bạn. thì tới ngày hôm nay Peter đạp cái xe này với cái ruột này được 15 lần thì tổng cộng khoảng chừng uh, 1.400 miles, 1.400 miles thì nhân lên 1.6 thì nó khoảng uh, 2.000 cây số. thì thưa các bạn là 2.000 cây số là khá nhiều đó nha. Uh, Peter bị 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 lũng bị lủng cái bánh lần sau cái bánh lần trước thì còn nguyên nha từ ngày đem về tới bây giờ cái bánh lần trước ở trong đó là cái ruột này nó vẫn còn nguyên vẫn còn tốt vẫn chưa có cần phải lấy ra để thay tuy nhiên cái bánh lần sau này cách đây 4 năm ngày hôm thứ bảy vừa rồi á lúc mà Peter đem cái xe đạp đi ra ngoài đạp với lại bạn bè thì lúc mà đem xuống ở trên chiếc xe xe hơi đem xuống thì nó nó xì xong Peter phải tháo ra để thay thì thay xong rồi đạp thì Peter mới đem cái ruột này về nhà để Peter vá thì ngày hôm nay Peter muốn chia sẻ với các bạn là cái ruột này tuy nó là cái loại super light thì super light là loại nhẹ thì dĩ nhiên là nó phải mỏng hơn là cái loại bình thường rồi tại vì nó làm nhẹ hơn thì cái cái chất liệu này nó nó mỏng nó mỏng hơn tuy nhiên Peter cả đạp Peter thấy là nó cũng rất là bền một trong những cái nếu mà các bạn cần cái sự mà cần mua cái TPU mà nhẹ nhất có thể á, thì thì các bạn cũng có thể mua cái loại mà right now này 24 uh, gram thật sự á, thì Peter cũng đã mua rồi cũng đã order thêm thì hình như ngày hôm nay nó sẽ về nó trong thùng thư của Peter ngày hôm nay Tuy nhiên uh, Peter không có đợi để mà cho các lấy để, để, các bạn xem được thì cái ruột right now này nó cũng khá bền thì như các bạn thấy là Peter đạp hai ngàn cây số rồi đến một ngàn rưỡi mil mà hai ngàn cây số rồi thì cái bánh lần trước vẫn còn nguyên vẹn chưa sao cái bánh lần sau thì nó xì nó lủng cái trường hợp mà cái ruột nó lủng thì cái loại ruột bộ mà mà cao su màu đen mà chúng ta hay thường à, thường dùng á thì cái đó nó cũng sẽ lủng thôi à, hên xui thôi mình đạp dĩ nhiên là mình cũng sẽ gặp sự cố sẽ bị lủng à, không có thể nào mà tránh cái vấn đề đó được à, tuy nhiên khi thấy cái này nó có cái lợi cái là khi mà gắn vô chiếc xe nó rất là nhẹ và nó đạp rất là lướt vì nó nhẹ và thứ hai nữa là khi mà bánh nó lăn cái, cái kháng cái kháng kháng lăn nó, nó rất là tốt nó không có bị cản cái, cái, cái lực đạp của mình cho nên peter highly recommend cái này nhưng mà trong cái video này peter muốn uh, chia sẻ các bạn uh, một cái mà peter mới file out. đó là cái mà khi mình vá cái này á, thì mình nên vá như thế nào như các bạn thấy là cái, cái ruột này peter đã bơm nó lên và peter đã khóa hơi lại cái ruột này Peter đã vá Cái cái này nằm ở trong cái bánh đằng sau và Peter lấy ra Peter vá ở đây Peter đã vá nó Peter đánh dấu cái chỗ mà lủng nè rồi Peter lấy một cái miếng vá Đây là cái miếng vá nè Cái miếng vá nó nó, 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 nó trông như vậy nè Cái miếng vá này là cái, Peter lấy từ cái hiệu này Cyclamen thì Peter lấy cái miếng vá màu xanh lá cây này của cái hiệu này Peter dán vô cái này vẫn tốt như thường ở trong cái video cách đây 3 hôm Peter cũng đã hướng dẫn các bạn rồi thì mình lấy một cái miếng alcohol nè mình xé cái miếng alcohol này ra và mình lau mình chùi ngay cái 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 chỗ mà mình cần vá mình lau cho nó sạch rồi mình mới lấy cái miếng vá cái miếng vá nó là cái miếng này đây đó rồi mình bóc ra ha sau khi mình lau alcohol xong mình bóc ra xong rồi mình đè lên đây nhưng mà ngày hôm nay Peter muốn chia sẻ với các bạn á là khi mà mình vá mà mình muốn nó hiệu quả, tại vì cái này Peter đã test rồi, thì mình nên bơm cái cái ruột này lên cỡ cái kích thước này, cỡ cái kích thước mà bằng cái cái vỏ bánh xe của mình. Lý do tại sao? khi mà mình bơm lên như vậy á và mình, mình 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 dán cái miếng này vô á, nó sẽ tốt hơn, nó không có bị cái vá nó sẽ tốt hơn. Thay vì nếu mà mình không bơm lên á mà mình để nó 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 không có hơi mình dán mình mình vá xong cái lúc mình bơm lên nó sẽ như vậy. Đây là cái điểm nối của cái cái ruột này của hãng nó nối nhưng mà Peter cũng muốn minh chứng cho các bạn là khi mà các bạn dán cái miếng uh, miếng keo này mà không có bơm lên á rồi sau khi đó mình bơm lên nó sẽ căng ra như vậy. Thì cái lý do mà Peter nói phải bơm lên như vậy á là rất là tốt, rất là bền. Nó sẽ giữ hơi tốt hơn. Ok. Tại vì cái miếng vá này nè nó không có co giãn. Nó không có co giãn như là cái, cái 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 ruột. Cái ruột này á mình bơm lên nó co giãn. Thì với cái miếng vá này nếu mà mình dán lên cái này mà mình không có bơm lên á rồi mà mình cứ dán lên lúc mình bơm lên á nó nó sẽ không có giãn theo cái này và như vậy á cái 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 vá nó không có bền, nó không có dính, nó không có nó một thời gian nó sẽ nó sẽ chóc ra còn cái này á thưa các bạn là Peter đã vá và Peter đã bơm lên từ hôm thứ bảy tới bây giờ hôm nay là thứ thứ tư Peter để nguyên như vậy nó không 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 có xì hơi luôn bốn năm ngày nay rồi tới ngày hôm nay Peter mới làm cái video này để chia sẻ các bạn thì đây là cái cách vá hiệu quả nhất mà Peter thấy tại vì Peter cũng vá một vài cái ruột TPU này rồi thì những cái vá mà là Peter làm lần trước á, nó cũng ok nhưng mà Peter thấy đạp khoảng chừng 2-3 ngày xong á, là nó lại xì hơi rồi lại phải tháo ra Thì lúc mà Peter tháo ra có một cái Peter thấy là nó bắt đầu nó chóc ra Là tại vì lúc đó Peter vá đó Peter không có bơm lên à Cho nên đây là một trong những cái kinh nghiệm ha thực tế mà cái video này Peter muốn chia sẻ các bạn Nếu các bạn nào chơi TPU à, Loại loại ruột TPU nào cũng được hết là Màu xanh, màu hồng, màu màu gì cũng 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 được hết Peter đã làm cái video mà Peter dùng hết tất cả những cái loại mà TV Peter đã mua rồi thì á mình vá và mình dùng cái vá khi mình dùng cái vá đó mình bơm nó lên bơm nó tròn lên như vậy đừng có bơm căng quá mình không cần phải bơm bự quá mình bơm cho cái kích thước nó bằng ở cái cái vỏ xe thôi ha thông thường mình đạp vỏ xe là 25 hoặc là 28 hoặc là 23 23 25 28 là ba cái kích thước mà thường dùng nhất cho xe đạp road ha. Thì mình bơm lên cỡ cái kích thước đó mình không cần phải bơm quá, bơm căng quá cũng không, không được tại vì khi mà nó đã vô trong cái cái vỏ đó rồi mình cũng đâu có bơm nó căng hơn được. Thì mình bơm nó lên cỡ như vậy. Rồi lúc đó mình mới à dán cái miếng vá này. Dĩ nhiên là trước khi mình bơm lên đó là mình lau chùi cho sạch sẽ rồi ha, mình đánh dấu nó để lúc mình bơm lên mình biết cái chỗ nào để mình dán đó thì như như một lần nữa Peter cho các bạn coi nè Peter đánh dấu nó cái vòng tròn đây là nó có một cái lỗ giống như cái lỗ kim á, nó bị lủng rồi Peter lau alcohol xong rồi Peter dán lên tới ngày hôm nay 4, 4, ngày rồi mà cái ruột này nó vẫn giữ hơi tốt đẹp cho nên à, bây giờ Peter sẽ xì hơi cái này và cất vô cái 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 túi xe đạp để mà mình dùng tiếp từ ngày mà Peter dùng TPU tới bây giờ Peter thật sự nói với các bạn là rất là hài lòng À, có thể nói là à, một cái bất ngờ à, là Peter không ngờ là một cái loại à, ruột mà nó làm bằng plastic như vậy mà dùng rất là tốt rất là bền à, Peter thấy nó không có sự cố nhiều như là mình nghĩ nó cũng giống như là những cái cái ruột khác à, à, những ruột à, màu đen thôi nhưng mà nó có hai ba cái lợi thứ nhất là nó rất là nhẹ nhẹ hều à và thứ hai nữa là khi mình gắn vô cái xe đạp mình nó đạp nhanh hơn đạp lướt hơn à, cái cái cản cái cái kháng kháng trở lực đó, nó nó tốt hơn nó nhẹ hơn à, và giá nó cũng rất là phải chăng nếu mà ngày hôm nay mà các bạn lên mua cách đây ba hôm Peter cũng đặt mua thêm một một số sáu sáu cái ruột thì tính ra là mỗi cái có khoảng chừng 5 đô 50 đô rưỡi thôi mà nó lại còn kèm theo bộ vá cho mình Ha, nó kèm theo cho mình bộ vá nữa rất là tốt ha thì bây giờ các bạn có thể đi lên AliExpress để mua thì uh, cái ruột những cái ruột TVU này uh, Peter highly recommend Peter đã dùng rất là nhiều rồi uh, Peter hoàn toàn tin tưởng với cái ruột này bắt đầu từ bây giờ cho đi Peter không có dùng cái loại ruột màu đen nhưng mà cái loại mà bằng bằng uh, rubber cao su như mình hay thường dùng tại cái loại đó nó nặng lắm nó nặng tới 129 gram lận trong khi cái này có 24 gram à Ok, rất là tuyệt vời. Đây là cái hiệu Right Now. Right Now. Uh, super Light. Trong tất cả những cái TPU á, thưa các bạn á, là có thể nói là Peter thích cái Right Now này nhất. Tại vì nó có cái, cái 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 thời gian lâu hơn và Peter cũng có dùng nó lâu hơn những cái loại khác. Cho nên nếu mà các bạn có phải chọn một trong những cái loại TPU á thì cứ mua thorai right nào đi mua rai right nào là khỏi cần phải lăn tăng suy nghĩ gì nữa còn nếu các bạn nào thích cái superlight á 24 gram thì mua cái này còn nếu mà các bạn không có muốn mà mua cái superlight mà muốn cái sự nó bền hơn một tí á thì có thể mua cái right now nặng cái loại bình thường cái loại 36 gram giá nó còn rẻ hơn nữa ok ha rồi thông báo cho các bạn hẹn các bạn trong cái video sau bye bye